Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo của shop bán hàng online. Trong chương trình giới thiệu sản phẩm ngày hôm nay, em sẽ giới thiệu đến các bác đến ba cái mẫu bơm cao áp BCB Condo phổ biến nhất hiện nay các bác nhé. Đấy. Và tiếp theo em sẽ công bố giá của ba cái mẫu bơm này ở cuối video. Đặc biệt là em hướng dẫn các bác sửa cách khắc phục bơm nó bị đẩy ngược, nó không ra hơi các bác nhé. Đấy. Thì xin phép các bác một chút. Đấy. Đầu tiên em giới thiệu các bác, đây là con bơm đồng hồ to, lọc ẩm to 50MPa các bác nhé. Đấy, con này đây, các bác lưu ý đây, hiệu con báo FB nhé, con sói này, chân gấp các bác nhé. Đấy, và loại này thì các bác mua rất chi là nhiều. Đối với cả mẫu bơm chân gấp cái nghé này thì cái lọc ẩm này cực kỳ to các bác nhé. Đây, lọc ẩm to, đồng hồ to 50MPa, đồng hồ dầu các bác nhé. Đấy, cái loại này thì các bác dùng rất chi là tiện. Tiện vì sao? Vì các bác bơm nó vào hơi nhanh, cái nhất. Cái thứ hai là các bác cái lọc ẩm to này, các bác bơm nó sẽ không hay bị hỏng cái van của bình các bác nhé. Đấy, vì nó có lọc ẩm to thì nó sẽ lọc cho không khí nó không bị ướt vào đấy là khô, nên cái bình của mình và cái van của bình nó sẽ được đảm bảo hơn các bác. Đấy là một công dụng của các bác dùng cái bơm lọc ẩm to. Em công bố giá của cái bơm lọc ẩm to này luôn. Cái này thì hiện tại đang được bên em bán với giá niêm yết ở ngoài thị trường là 900, nhưng duy nhất trong video ngày hôm nay em sẽ khuyến mại cho các bác chỉ còn 780.000 các bác nhé. Các bác gọi điện mua chỉ cần nói là em ơi còn bơm khuyến mại 780.000 không, còn thì em sẽ báo các bác, nếu mà hết thì em sẽ báo các bác. Đấy, cái này giá niêm yết 900, duy nhất trong video ngày hôm nay bán cho các bác 780.000. các bác gọi bảo là đồng hồ to, lọc ẩm to, hiệu con báo FB các bác nhé. Đấy, một mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em mua thì nó sẽ có theo đây một túi tăng sim các bác nhé. Đấy, kèm theo một cái lọ dầu. Đấy, một lọ dầu các bác nhé. Đấy, tiếp theo thì nó sẽ có một cái cà lê các bác nhé. Đấy, nó đầy đủ phụ kiện cho các bác luôn. Đấy, đây các bác nếu mà mình hỏng dây mua dây nhé, hỏng lọc ẩm thì mua lọc ẩm nhé. Cái này bên em đang thanh lý giá hơn 100.000 thôi các bác, một mức giá cực kỳ hợp lý cho anh em. Đây, túi bông đây, các bác thích thì mua thêm nhé, cũng cực kỳ là rẻ thôi, đầu đấy mấy chục. Băng keo nhé, thanh lý cho các bác 70.000 nhé. Tiếp theo giới thiệu các bác cái loại mẫu bơm thứ hai, đây là bơm đồng hồ nhỏ, lọc ẩm nhỏ các bác nhé. Đấy, hiện tại con này đang được bên em bán công khai cho các bác giá 600.000, nhưng mà khuyến mại trong ngày hôm nay chỉ có 550.000 các bác. Đấy, đây đồng hồ nhỏ, cái này thì các bác bơm khoảng được 200 cân nhé, còn trên 200 cân thì hơi vất vả một chút, lọc ẩm nhỏ. Đấy, giá khuyến mại hôm nay chỉ còn 550.000 các bác ạ. Đấy, tiếp theo giới thiệu các bác cái mẫu bơm thứ ba, các bác lấy cũng rất chi là nhiều. Đấy, mẫu bơm thứ ba thì đây, cái loại này là loại FB con báo này các bác. Cái này là bơm nhỡ nhá, đồng hồ to nhá, lọc ẩm nhỏ này. Cái này thì hiện tại đang được bên em bán với giá khuyến mại chỉ còn 700 thôi, chứ khuyến mại thì lại 800 các bác nhé. Đấy, chân gấp rất chi là tiện. Đấy, cái này thì các bác mua rất chi là phổ biến. Đấy, tất cả các sản phẩm bên em bán thì các bác mua sẽ được ship cút COD làm kiểm đến tận nhà cho anh em luôn nhé. Các bác mua về mình sẽ được kiểm tra hàng, kết hàng trước khi nhận nhé. Hàng ok, bảo hành chính hãng cho các bác luôn. Đấy, thôi không phải để các bác chờ đợi lâu nữa, em sẽ hướng dẫn các bác chi tiết về cách kiểm tra và sửa cái bơm cao áp bị đẩy ngược các bác nhé. Đấy, đây em chọn chỗ đi một chút các bác. Đây, em sẽ lấy một cái bơm này ra làm mẫu cho các bác luôn nhé. Đấy, đối với cái con bơm này thì nếu mà các bác bơm nặng này, nó bị đẩy ngược, cách khắc phục rất chi là đơn giản. Thứ nhất là các bác chỉ cần xoáy cái này ra các bác nhé. Đấy, xoáy cái này ra này. Các bác cứ mạnh dạn đi, mình hỏng đâu sửa đấy. Cái này các bác cũng không lo đâu nhé, tình những cái vấn đề nhỏ ấy. Nếu mà các bác nào muốn bền ấy, thì mình sẽ đổ thêm nước làm mát vào đây cho các bác. Đấy, đây tí nữa em sẽ hướng dẫn các bác cách đổ nước làm mát luôn. Đây, em đã chuẩn bị sẵn một cái chai dầu làm mát của xe máy nhá, rất chi là xịn sò. Đấy, các bác tháo ra nó có một cái cá đây nhá, các bác lấy cái đầu bút mình cắm vào là nó sẽ ở cái cá ra, mình lôi ra nhá. Đấy, đấy, các bác tháo cái chỗ này ra, lưu ý thì nó có cá đây, ở trong này nó sẽ có một cái hoàn bi nhựa. Các bác lưu ý nếu mà rơi mất hoàn bi này thì bơm của mình hoạt động nó không trơn tru đâu các bác nhé. Đây, cái hoàn bi nhựa ở trong này các bác, đây, mình sẽ gõ ra cho các bác xem. Đấy, hoàn bi nhựa đây các bác nhìn này, làm cái hoàn bi nó nhỏ nhỏ thì nó lăn cái ra luôn, cái này nó mắc ở đây, rất chi là hay, nó không ra. Đấy, đấy.
bác lấy cái ca lê nhé, các bác siết siết chặt ra. Đây các bác siết chặt cái này, các bác xoáy nhé, đấy xoáy cái rất chi là nhẹ, vì cái này ốc nó bằng đồng ấy, thì mình xoáy nó cũng nhẹ nhàng thôi, trừ là chỉ sợ cái nào các bác nhỏ keo ấy, thì xoáy nó vất vả. Tiếp theo các bác lấy cái cà lê đa năng nhé, đây mình cho vào cái chỗ khe này nhé, khe này mình tự chặt tay, nếu cái nào chặt quá căng quá thì các bác có thể đấy. Đây cái này thì nói chung là nó cũng hơi chặt đấy, đấy các bác cho đây, các bác xoáy cái ra luôn thôi. Đấy lúc mới thì nó nặng thì mình cần cái cà lê thôi, sau nó nhẹ thì mình xoáy tay cho nhanh các bác. Đấy cách khắc phục bơm này thì sau các bác dùng một thời gian dài thì nó sẽ dẫn đến cái tình trạng bơm nặng hoặc bơm đẩy ngược, thì sửa chữa cách khắc phục nó không có gì là phức tạp lắm đâu. Đấy đấy, này các bác rút cái này ra nhé, rút cái này ra đấy, rút cái ống đồng ra, trong này có gioăng xi, nếu các bác trong quá trình sử dụng nhiều nó sẽ bị hở hoặc rách, thì các bác chỉ cần ở đây cái túi này có sẵn gioăng xi rồi nhé, các bác về các bác lấy các bác thay vào đây là mình dùng rất chỉ là đơn giản thôi. Đấy đây cái bộ phận chính của nó là đây các bác. Đấy đây cái này thì các bác lưu ý này, cái ti này nhá, cái ti của mình rất chi là quan trọng, nếu mà cái bác các bác phải chịu khó dở bơm ra, mình vệ sinh lau chùi, và đặc biệt là các bác tra dầu nhá. Đây cái lọ dầu này các bác tra vào hết tất cả các bộ phận này, gioăng xi ti này, đặc biệt là cái chỗ nhiều gioăng xi này các bác tra vào nhé, mình dùng nó sẽ bị sỏi, sẽ bền bỉ. Còn là các bác để khô dầu thì nó cũng dẫn đến nhiều cái hiện tượng không như ý muốn nhé. Đấy như cái này của em thì lúc nãy em đã vệ sinh rồi, nó rất chi là sạch sẽ các bác nhé. Các bác lưu ý ở đây nó có hai cái gioăng xi, nếu mà nó rách cái gioăng xi này hoặc cái gioăng xi ở trên thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng thứ nhất là không có hơi này, hoặc là thứ hai là nó không nén được thì nó sẽ bị hơi đẩy ngược, nó không vào bơm các bác nhé. Đấy các bác lưu ý đây, cái ti này rất chi là quan trọng nhé. Đấy ở trong này cũng có sẵn cái ti cái gioăng xi một ti rồi các bác. Đây các bác lưu ý cái túi này về là mình phải cất cẩn thận nhé. Đấy nếu mà rơi mất cái gì là không có cái thay thế đâu các bác. Đấy đây cái này thì em lau chùi vệ sinh rất chi là sạch rồi, bây giờ em hướng dẫn các bác cách tra dầu và vệ sinh tất cả những cái bộ phận khác nhé. Đây cái này các bác mua sẽ có một lọ dầu này nhé, các bác tra vào cái chỗ gioăng xi của đầu ti này các bác nhé. Đấy đấy cách kiểm tra thứ nhất của các bác sẽ là kiểm tra cái ti của mình nó có bị rách hay hở chứ không, rất chỉ là đơn giản thôi nhưng mà nhiều bác cũng không để ý. Đấy đấy các bác rút vào nhé. Đấy à, tiện đây em sẽ hướng dẫn các bác luôn. Đấy hướng dẫn các bác ở đây là cái gì, em sẽ hướng dẫn các bác là đổ nước làm mát vào đây nhé. Đấy cái bơm này thì trong quá trình các bác dùng nó sẽ bị hao hụt, các bác muốn bền ấy thì về thứ nhất các bác có thể mở ra mình bổ sung nước ngay. Đấy đấy các bác đổ nước làm mát, các bác đổ vào như thế này thì nó sẽ rất chi là đảm bảo thôi. Cái này nó cũng không tốn nhiều đâu các bác chỉ cần đổ một chút thôi. Đấy đấy tiện giới thiệu các bác luôn cách đổ nước làm mát nhé. Này tiếp theo thì nó cái bộ phận này nhá, bộ phận này thì các bác lưu ý này, đây nó cũng có 1, 2, 3 cái gioăng xi này, cái gioăng xi này lúc mới thì rút rất chi là ok, nhưng các bác dùng trong quá trình lâu ngày thì nó sẽ bị mòn này hoặc rách này, thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là hở hơi này, không vào hơi này. Đấy đây em sẽ các bác kiểm tra kỹ ba cái gioăng xi này nhá, xong em sẽ tra dầu cho các bác xem và mình lắp vào nhé để cho bơm nó trơn tru. Các bác nếu mà dùng thì khoảng độ mình không biết dùng nhiều dùng ít thì cứ khoảng độ tầm 1 tuần hoặc chục hôm các bác hãy kiểm tra vệ sinh lau chùi bơm một lần thì các bác dùng cực kỳ bền luôn, vì cái này nó lắm lúc nó hiện tượng khô dầu hoặc nó bẩn ấy thì nó cũng sợ dẫn đến cái hiện tượng rách cái gioăng xi của mình các bác nhé. Đấy đây cái này các bác cho vào đây. Đấy trong này nước làm mát mình đã đổ vào rồi thì nó khoảng vào tầm này các bác. Đấy
Các bác dùng thế này thì cực kỳ là đảm bảo nhé, không bao giờ lo bơm bị nóng. Con nước làm mát rồi thì nó nóng thì nó cũng nhanh tản nhiệt, nhanh tản nhiệt thì nó sẽ bền cho cái bơm của mình, nó không bị hỏng cái rong sim các bác nhé. Nó hỏng cái rong sim thì nó dẫn đến nhiều hiện tượng đấy. Các bác chỉ cần bỏ ra một chút thời gian thôi, chỉ đâu đấy 5-10 phút là cực kỳ là nhanh và đơn giản, nhưng mà đổi lại thì nó sẽ có tác dụng cực kỳ là hiệu quả để cho cái bơm của mình nó bền và các bác đỡ phải tốn tiền thay tháo mua cái bơm mới nhé. Người ta bảo của bền tại người mà, các bác hay sử dụng nó thì mình hãy đầu tư một chút thời gian thôi. Đấy, các bác siết chặt vào là ok. Rồi, ok. Các bác siết căng tay vào nhé. Đấy, giữ chân ở cái nghén này, các bác siết căng tay. Đấy là một cách kiểm tra đơn giản nhất và hiệu quả nhất. Thì nữa em sẽ giới thiệu các bác đến cách thứ hai nhé. Đây, rồi các bác chỉ cần đây, các bác cho ống ngoài vào nhé. Đấy, ở chỗ này lúc nãy mình bôi dầu rồi đúng không các bác? Đấy, mình rút lên rút xuống là cái mấy cái rong sim đấy nó hay bị nóng nhé. Đấy. Đây, ở trong này có hòn bi, các bác lưu ý nó bị dơ hòn bi này ra là những nồi lắm nhé. Đây, các bác cho cái cá này vào đúng cái lỗ là mình đốt vào thôi. Đấy. Rồi, ok rồi. Thế là xong, rất chỉ là đơn giản thôi. Thì nữa em sẽ hướng dẫn các bác kiểm tra cái bộ bạc ở dưới cái củ nữa nhé. Đấy, ở dưới củ này nó cũng có. Đấy. Đấy, thế là mình bơm lên bơm xuống rất là ok và nhẹ nhé. Đấy. Đây, tiếp theo này, nếu mà các bác kiểm tra cái đấy vẫn chưa được thì các bác tháo mấy chân ốc này ra. Ở trong này nó có một cái con ốc lục giác nhé, các bác tháo ra. Nó có cái củ ở trong thì các bác